Rồi quý vị ơi, hôm nay rảnh đăng lên vài clip văn nghệ quý vị ơi. Ở ngoài lu bu quá bán không có thời gian bán hàng. Giờ tối quá rồi. Quay bậy chừng 5-6 clip thôi quý vị, không có bán nhiều quý vị ơi. Rồi clip đầu tiên là 1077 10 cây sâm núi. 10 cây sâm núi trái nha quý vị. Nè đang qua trái nè. Quý vị thấy không? Thấy trái nó không? Nè. Đó. Cái là nó trơn không, đọt nào không có trái ha. Rồi có cây có trái, cây không nha, chứ không phải 10 cây này đều có trái hết nha. Đây trái đang trái nè, thấy không đó. Cái này về mình vô cái chậu quý vị, văn nghệ chơi cho vui, kiếm cái chậu nào lớn hơn chút vô để cho nó trái nó bự lên, nó chín lên, nó mới đậu màu xanh này sao chín nó màu đen. Rồi 10 cây 300k, cây số 1, cây số 2, cây số 3, đây là cây số 4. Trong 4 cây này là có 3 cây có trái nha. Rồi cây nào cũng sâm núi trái hết, nhưng mà hiện tại giờ đây là 3 cây, 4 cây là 3 cây có trái rồi. Tiếp tục cây số 5 cũng đang trái luôn rồi nha. Rồi bỏ qua bên đi. Cây số 6 đây luôn chưa, để cho nó đi. Cây này cây số 7 nha quý vị. À, cũng đang nhú nhú trái ra nè. Rồi cây số 7, cây số 8 nhóc trái luôn nha. Rồi 8 cây. Cây này cây số 9, à 9 cây. Còn cây số 10 đây. Rồi tổng cộng 10 cây sâm núi nha quý vị. 10 cây 300 nha, không có phí vận chuyển nha. Trong này có 6-7 cây là có trái, đang ra trái luôn rồi đó nha. Rồi xuống đi ơi.